Thật ra cái là... cách này con được tư vấn thôi. Tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo, anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm gì? Mua gió hoa quả. Ô mai, hôm nào con mua đầy ắp luôn. Nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm, nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá, nói gì cũng đúng, khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ. Hai chị em mình ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ một cặp vợ chồng hết sức là đặc biệt nha. Và đặc biệt như thế nào, mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dễ thương quá. Mời hai em ngồi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô ạ. Con chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh, vâng. Con ở đâu, con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội, vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. À. Vâng. Con kinh doanh gì nè? À, con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì ạ. Vâng, không có ấn tượng nhưng gì. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có một cái gì ấn tượng cả. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện con? Con thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot bỗng chốc kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái cuộc phỏng vấn kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Con cũng có một cái ấn tượng kiểu nho nhỏ, cứ kiểu như là con thì con rất là ngại mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi, gắp cứ gắp để cho ăn, cứ cổ vô tư đó không à. Có nghĩa là kiểu thế này vô tư ạ. Thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói ạ và cũng hơi là lạnh lùng, thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao, ở đây là vui thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Kế hoạch con sao, con trình bày coi. Thật ra cái cách này con được tư vấn thôi. Tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua gì? Gió hoa quả. Ô mai. Hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến. Anh ấy rất là kỳ lạ bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không như nói vậy. Một tiếng nào hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm, nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Rồi vậy là sao? Đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á? Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này, con bảo là nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó, em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha. Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng
Này em ơi, không có được nha, không như vậy là không có được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Ôi sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được, không được là... mà không nói lý do. Ờ, dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là à, dính bẫy rồi đấy. Ôi. Dính rồi đấy. Mà đi bao lâu? Có đi Tiên đi Thái Lan thì hả? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đây nè. Đó là cái tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Vui mừng. Lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời ơi, đồng ý luôn ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Ừ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy. Bởi vì anh ấy có cái... anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ. Ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ. Mà người ta cũng là người có điều kiện ạ. Nhưng người ta... con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ như là anh thấy em làm cái này là không có được, có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng nếu mà em mà có quyết định thì anh vẫn tôn trọng đó. Và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần thì sau đó con thấy là trời ơi, anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá, nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ, anh ấy không áp đặt mình. Dạ, và con lại có một cái điều mà anh ý rất tuyệt vời luôn là anh rất là hiếu thảo. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục. Bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó. Nghèo khó đi lên ạ. Thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần, đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Dạ. Thế là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi, thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Dạ. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành. Con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Dạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Dạ. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi. Dạ. Trước khi tới cái phần hấp dẫn, từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, rồi có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Được, chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà giận cãi nhau giận nhau đến mức mà kiểu mà... như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nổ chuyện gì? Trời ơi. Dạ. Đó là cái chuyện gì? Đứa đều đâu lý do con kể coi. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau, nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Trời ơi, anh đập
yêu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn, trời ơi con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi. Bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy, vì là một người rất là tình cảm, nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn, thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Nhưng mà phải nói là tất cả, ví dụ như tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con, ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc, xong mẹ bảo, xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về. Mẹ bảo, mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này, mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau, mẹ chồng con bảo chứ, Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à, con về đi con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi cái viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con, là lúc đó con cũng rưng là con thương quá. Thế là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó. Như vậy đem quá là may rồi, mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành, bây giờ qua cái phần qua kia đi. Tới cái phần hấp nhường dẫn nhất đây đi. Nè, cô ấy đẹp quá. Vâng. Dễ thương quá. Bây giờ lại là một hot TikToker nữa. Vâng. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm, đúng không, một năm bảy tháng ở với nhau, thì cô có lòi cái tật xấu gì không? Có tật xấu, có yếu điểm. Hải Duyên Hồng. Vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều, đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con là không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy, thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Vâng. Ví dụ như nữ công gia chánh thì sao, nấu ăn thì sao, ở nhà có bừa bộn hay không đó, rồi đang được sau đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu, cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sao Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy, bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè cái thứ để cho cả gia đình ăn, thì tức là bây giờ bạn thì cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn, nói chung là không vâng, một trong hai thôi đúng không? Dạ vâng. Ừ, bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Ừ, rồi điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ ấy. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên, bằng. Trời ơi, nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi, con có chạy xuống đây đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng ngược, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Mỗi lần vậy con vui lắm không? Vâng ạ, trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng thấy nghiện à? Cũng như thế ạ. Nghiện đúng không? Mà ngày nào mà không rút súng mất chiếc là cũng như thế. Tức là đúng rồi, là con đang nằm đây trùng chăn. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con. Ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, và con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ. Đó là quay TikTok là hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là. Đâu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Ồ, có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp,
Sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ. Anh soi cái camera. Rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại. Zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con xa dữ lắm mà cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần đó. Xong rồi xin lỗi nhưng mà trời ơi anh ấy làm căng lên và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn là phải ngồi cách xa một chút và không có trời ơi anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời thì đã. Đó thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con trời ơi chăm con lắm, chiều con dữ lắm. Vâng. Hầu như là con như công chúa vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi. Nhưng mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Tụi con biết không, các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Dạ. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có khủng hoảng. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy á, là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn, tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Dạ. Còn rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Vâng. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn cái là anh vô anh hỏi anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Anh ấy tưởng là em đồng ý, cái anh chụp tay em anh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn, mình cái ủa cái gì vậy ta. Xong có một cái điều mà em rất là ấm ức đó là đã quyết định chọn em yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á, hỏi là con quen người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì tả thì mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình lòng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Trời ơi, chào. Cái mặt giống nhau quá. Nhưng là sinh ra là để dành cho nhau nè. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chị Cố Thuận. Em tên là Nguyễn Đình Hùng. Em là người sáng tác nhạc thương hiệu cho doanh nghiệp ạ. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 34 tuổi anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Cố Thuận ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Phương Thảo ạ. Em đang là giáo viên âm nhạc, giảng dạy môn cảm thụ âm nhạc và piano cho thiếu nhi ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong một cái cơ sở hay là trong một cái địa điểm gì đó nó có liên quan đến âm nhạc đúng không? Dạ thật ra thì là em trước đó là em quen một bé học trò ở Đồng Nai. Rồi bé đó thì học chung với vợ em. Trong cái thời gian mà em quen bé đó thì em quen luôn các bạn bè của bé đó. Quen luôn bạn bè của đó. Sau đó là thành hôn với bạn của bé đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp cô gái này em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ đầu tiên là em thấy rất là vui vẻ, cởi mở. Còn em sao Thảo? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ lần đầu tiên gặp thì thấy anh rất là cao mà anh cũng rất là vui nữa. Được cái anh làm về cái âm nhạc mà mình cũng rất thích âm nhạc luôn, nên là hai người giống kiểu rất là hợp á, hát hò chơi với nhau rất là vui. Nhưng mà em có thích anh liền không? Thực ra là mình chỉ thích dạng vui tiếp xúc như anh trai chứ mình chứ không có tình cảm gì lúc nào. Lúc đó chưa có tình cảm. Dạ, chưa còn có em tình cảm. Dạ khi lần đầu tiên gặp thì em thích liền. Thích liền nhưng mà em ngỏ lời thì không có chịu. Rồi sau đó là tụi em có chờ đợi nhau không hay là mỗi đứa một hướng?
Tức là mỗi đứa có người yêu riêng. Dạ, mỗi đứa có người yêu riêng chị. Dạ, thực ra là khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã, rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi. Thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn, cái là anh vô anh hỏi, anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Ủa sao kỳ, sao lại canh? Lúc đó em có người yêu. Dạ, tức là em quen người yêu được hơn một năm, tỏ tình với bạn này không chịu đi, thì em mới quen người yêu kia được hơn một năm, thì lúc đó là em chia tay, em trong lúc tình trạng là tình trạng FA. Dạ, free. Dạ. Em mới đợi bạn này. Xong là canh bạn này. Vâng, khi mà em thấy bạn này buồn thì em mới tỏ tình với bạn này. Hai đứa vào đặt chiếu phim. Thì em mới thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi. Thì mình chủ động mình hỏi luôn, mình hỏi mà em tính hết rồi, cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao cả. Đúng không? Em nói là làm người yêu anh nha. Cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á. Thì em chụp tay rồi em hôn tay luôn. Vậy đó. Xong rồi sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau em có cái hình hai đứa đăng Facebook. Là có nhập luôn. Chốt luôn. Dạ, chốt. Dạ, định chủ quyền luôn. Dạ. Chịu hay không chịu cũng tỏ tình. Mà cái lúc đó chụp sao đâu, nó chụp vậy đó hả? Ngồi có phản kháng không? Ngồi lúc đấy là ngồi khá gần mà em đang tập trung em xem phim. Anh hỏi cái gì thì em cũng không nghe rõ nữa. Em kêu dạ rồi tính là ra ngoài nghe rõ rồi nói. Anh ấy tưởng là em đồng ý. Cái ảnh chụp tay em, ảnh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn. Mình kêu ủa cái gì vậy ta? Xong sau rồi ảnh có đăng Facebook thì ảnh đăng lên á, thì lúc đấy là em với người yêu em chủ trước á là chưa có công khai là mình đã chia tay, mà ảnh đăng hẳn lên một phát một là hầu như là bạn bè của em á là bất ngờ. Bạn bè chung á. Anh ấy có bao giờ mà anh ấy viết một cái ca khúc gì đó để mà tặng cho em không? Dạ, thực ra là có. Khi mà mới quen chưa được một tháng thì tới cái ngày 20 tháng 10 thì anh bí mật anh sáng tác một bài hát. Mình nghe rất là hay, thì mình rất là tình cảm, nên kêu anh sáng tác tặng em đó. Thì em bất ngờ lắm. Đứng hình luôn. Dạ, đứng hình luôn. Tại vì mình cũng mới quen mà mình cũng không biết ảnh thời gian rảnh nào mà ảnh lại sáng tác cho mình. Mình thấy ảnh bận suốt à. Vậy là xong hỏi ra thì là ảnh thức đêm, ảnh ngồi ảnh sáng tác bài trong một đêm đó luôn, ảnh sáng tác được luôn. Đâu giờ hát chung đi, hai đứa hát chung cái bài đó cho mọi người nghe đi. Yes. Em hát một đoạn đầu mà không nhớ hết. Người yêu ơi, em đến cho anh tình yêu ấm nồng. Tháng ngày em đến bên đời là cuộc đời thêm vui, là bầu trời thêm tươi, anh đến cho em nụ cười. Dạ, nhớ đấy. Dạ, nhớ như đó thôi đó. Rồi như vậy thì trong lúc mà chuyện hẹn hò của hai đứa như vậy, nó có những cái kỷ niệm buồn vui gì mà chị sẽ chia tâm sự với mọi người không? Có một cái điều mà em rất là ấm ức, đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Nhưng mà em có tự ái và em chủ động em đòi chia tay không? Nhiều khi giận á. Dạ có, tức là ban đầu thì mình cũng không có gì đâu, mình kệ không quan tâm, nhưng chê mà quá chê quá nhiều đi. Nó thấm dần, bắt đầu tự ái mình nó nổi lên. Mà chê sao, chê sao em kể cho nghe coi. Chê kỳ lắm. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á hỏi là con quen người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì. Thì mắt híp một mí, rồi cầm lọng, rồi cao gầy. Đúng rồi, cao. Nghều rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình là... em nghe không nhận ra mình luôn đúng không? Ê, nhưng mà nè, cái đó là chê yêu hay là chê mà chê thiệt? Chê thiệt đó anh, không phải chê yêu. Chê yêu thì em đâu có giận. Mà cái đợt đó là giận mà chia tay luôn mà. Em để lại tin nhắn là ok bây giờ thì anh chỉ như vậy thôi. Giận một hôm tự ái vậy. Dốt liếng ông bà, mà, cha mẹ cho tôi có yêu đó thôi. Mà em không có thẩm mỹ cho nên là anh quyết định không đi thẩm mỹ, cho nên là chúng ta chia tay thôi. Rồi, dạ, và mà em có đồng ý không? Thực ra là em chỉ muốn chê như vậy để cho anh tốt hơn thôi. Ví dụ như là anh gầy quá, chê anh cứ gầy như thế này, anh ơi anh đi ăn nhiều vô, anh đi tập gym đi hay gì đó. Em chỉ muốn chê để anh tốt lên, nhưng mà thành ra là anh nghe nhiều á, anh không trả lời lại mình, mà anh cũng im anh thầm lặng, anh hồi anh thân giống kiểu dồn nén lại, mình nói nhiều quá nên anh bục phát, anh tức lên. Cái xong người yêu cũ của bạn này á là tập gym rồi Nam Vương hả? Nam Vương của trường đại học bạn học, rất là nói chung rất là đẹp trai. 6 múi đó. Dạ 6 múi đó. Cuối cùng là chia tay được bao lâu rồi quay lại? Chắc có hơn một tuần một anh. Tuần lý do gì quay lại? Thì thật ra sau đó thì em nghĩ là bạn này chắc còn nhỏ, còn thua, nhà, thua em tới 6-7 tuổi lận. Sau một tuần thì bạn có để đồ ở bên nhà em, thì bạn qua lấy, thì lúc đó em chụp tay lại. Rồi thôi, mình không có chia tay nữa. Vậy á, nói chung là nó cũng đơn sơ mộc mạc á, có làm rất là lãng mạn. Tụi em yêu nhau được mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 2 năm luôn ạ. 2 năm. Dạ. Là bây giờ cưới được cưới được hơn 4 năm rồi chị. Cưới được hơn 4 năm rồi. Dạ. Thì là, bây giờ về nhà thì là có lòi ra những gì, cái tật xấu mà trong lúc yêu mình chưa thấy không?
lòi ra à? Bây giờ bạn này là giờ chị chưa gì chị biết là con nít rồi đó. Tính thì trẻ con nhưng mà lại có một cái tính nó giống như kiểu là gia trưởng đó chị à. Tức là cái đó là muốn người ta làm theo ý mình, cứ nghĩ cái gì tốt là bắt mình phải làm theo à. Em nói đơn giản như em thích ăn mì tôm là em chỉ thích ăn chanh với ớt thôi à. Cho thịt thà này kia vô là em không có thích. Nhưng mà cứ lần nào làm cho em là làm như kiểu là một cái tô cắm heo á à. Làm xưởng rồi thịt em ăn đâu có được. Mà không lẽ bây giờ mình bỏ. Mà tính em thì không thích làm, cũng im im thôi, em không nói. Mình ăn mà mình có lúc em chia sẻ, có lúc mà muốn ói luôn. Bỏ thì giận. Bỏ mình tiếc. Tiếc với lại cũng sợ mất lòng. Sao bây giờ, bây giờ vẫn còn có nghĩa là nhiều cái tính của trẻ con không? Đi chơi ấy chị, là thay vì mình tận hưởng cái chỗ đó, quán cà phê đẹp quá, mình ngồi mình tận hưởng. Chụp mà tự chụp không chịu đâu. Không chịu đâu, bắt em chụp. Các em chụp, em chụp hoài, chụp đến khi về. Mệt quá, cái lần sau em không chụp thì lại giận. À, chung đến nỗi mà không có thời gian trò chuyện luôn. Dạ dạ. Đúng không? Bây giờ tới em đi Thảo. Dạ bây anh giờ ấy em có sẽ phản xấu gì không? Khui đi em. Dạ, thực ra là khi lấy về thì rất là vui, nhưng mà có một cái vấn đề em không biết, đó là anh quá đam mê công việc đi, là anh đi từ sáng, anh đi tới tối 10 giờ xong rồi anh còn kêu bây giờ anh còn phải đi ăn với cà phê các bạn, nó 12 giờ đêm anh mới về. Là ở nhà nguyên một ngày em đợi anh, hôm nào mà em rảnh em ở nhà em đợi nguyên một ngày là không thấy mặt chồng đâu hết. Đến lúc về thì lúc đấy em buồn ngủ rồi, là không có tâm sự gì được hai vợ chồng hết, rất là buồn, lúc đấy tủi thân lắm. Nói chung là không quan tâm, hơi vô tâm với vợ. Dạ, đúng rồi. Không còn gì nữa. Dạ, một cái nữa là anh mê công việc, rồi cái thứ hai nữa anh về nhà anh còn bấm điện thoại. Có nghĩa là ghiền điện thoại. Dạ. Nhưng mà bấm điện thoại là bấm công việc hay là bấm công nghệ hay là chơi game? Dạ, vừa công việc vừa nhắn tin bạn bè nói chuyện tâm sự, thì em ngó vô thì cũng thấy à cũng đang bàn việc, nhưng mà anh cũng không biết chốt là à bây giờ tới giờ mình bận rồi, bây giờ bữa sau mình bàn tiếp đi. Anh bàn hồi có nhiều khi tới 2 giờ sáng vẫn thấy đang ngồi bấm điện thoại. Cô ấy có ghen không? Ừ, có ghen không? Bạn này có ghen mà ghen với bạn trai. Chị nghĩ là vì cái người bạn trai này thực sự là em ghen với công việc. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi, em ghen với công việc. Với những người bạn trai là chắc chắn là chỉ nói về công việc, về thế này nọ, thành ra là ghen luôn. Ghen luôn. Rồi còn cái gì nữa không? Anh có một cái tật xấu là hay quên và không tìm được đồ. Một ngày là anh đi ra ngoài khoảng 4 lần thì hết 4 lần anh đi tìm chìa khóa. Anh để đâu anh cũng không thấy, anh kêu em ơi em thấy chìa khóa anh đâu không. Cái là hai vợ chồng lục đi tìm quá trời luôn, mà 4 lần là 4 lần như thế. Đó, quần áo cũng vậy, là anh mặc xong anh để đâu anh cũng không biết. Xong rồi hỏi em ơi em tìm giúp anh. Xong rồi hai vợ chồng lại lục đi tìm. Có khi nào mà mất những cái món đồ mà do đích thân em mua không? Dạ, cái món đồ mà quý luôn á. Dạ dạ đúng rồi đó. Mất cái gì? À, thường là quần, mất quần mới hay chứ. Mất quần hả? Mất quần ở đâu? Mất quần em không biết mất ở đâu, mất tại vì em mua cho anh. Dạ, em mua cho anh rất là nhiều quần. Tại mấy cái quần lửng lửng ở nhà anh mặc anh rất thích. Một thời gian không thấy anh mặc nữa, kêu hỏi em mua đâu hết rồi. Kêu anh cũng không biết nữa, xong mình cũng đi lục hết các tủ đồ, mình không thấy còn một sót một cái nào luôn. Rồi lúc này không biết là sao. Em mất ở đâu? Thật ra thì là em hay về quê, ba mẹ em ở Đồng Nai. Thì em lên xe thì khi ra ngoài từ ngoài nhà thì mình mặc như thế này, nhưng mà khi lên xe có thể mình mặc quần xà lỏng hoặc là mặc áo thun thôi, mình lái xe cho nó thoải mái. Xong rồi mình về nhà mình nói chuyện với mẹ, xong nhiều khi mình vứt đồ nhà mẹ cái mình lên đây cái thì nó lại mất. Mà sao? Dạ. Ví dụ mà mất quần ngoài là mệt lắm á. Mệt. Thì đó. Tự nhiên đi đâu mà quên nói quần. Sao này rồi anh ấy có hồi nãy anh chê em là nấu ăn á là phải bắt ăn theo ý của em. Dạ, thì ảnh có bao giờ nấu ăn cho em không? Dạ có nấu một lần, đó là món gà kho. Thì em cũng tập trung em xem coi ảnh nấu như thế nào. Thì ảnh chặt những cái miếng gà nó to giống như cổ tay mình vậy đó. Xong rồi ảnh đổ một ao nước vô. Xong mình cũng đang tính nói là anh ơi đổ ít nước thôi, nếu như đổ nhiều như vậy thì nó sẽ lạt nó loãng á. Xong kêu em yên tâm, em nhìn anh làm rất là hay. Xong rồi anh cầm một nắm muối anh ném vô. Xong rồi một lát sau là anh tắt bếp vẫn còn lóng lóng nước. Xong rồi em kêu anh đi ngon lắm, anh cắn một phát là vẫn còn chưa chín bên trong nè. Em nhìn một lần em sợ tới đó luôn, em không dám ăn cái đồ ăn. Già luôn. Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á. Đó lần duy nhất là. Dạ. Và em mong muốn anh thay đổi gì không? Dạ thực ra là em rất mong muốn anh quan tâm vợ con hơn một chút. Dành chút thời gian công việc, ví dụ ban ngày anh có thể đi làm, nhưng mà buổi tối anh sẽ dành lại một ít thời gian chơi với con, rồi anh tâm sự với vợ những hôm nay anh làm cái gì, anh chia sẻ đi. Anh rất ít chia sẻ, em hỏi cái gì anh kêu chuyện linh tinh ấy mà em, rồi em hỏi làm gì cho em nhức đầu, ý là thế, anh không chia sẻ cho mình. Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ em bớt quan tâm em đi một chút. Để cho em có một cuộc sống bớt quan tâm em là. Dạ, dạ. Tức là cứ bắt em làm theo ý của vợ. Ví dụ em muốn ngủ dưới đất thì bắt em lên nệm ngủ, mà trong khi lúc đó em thích ngủ dưới đất. Rồi giống như ăn uống hoặc là đi mặc quần áo này kia thì cho em theo cái cách của em.
Vợ em thì nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà với cá nhân em nhiều khi em lại muốn khác. Vợ em gọi là quan tâm em toàn phần á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cả như con á, tinh như con thần thì... cả về tinh thần lẫn thể chất luôn á, đúng không? Một cái người vợ mà phải thực sự yêu chồng mình thì mới có thể làm được cái điều đó. Khi mà cái người đàn ông á, ở cái tuổi, tùy lứa tuổi nha cưng, ví dụ như tuổi của chồng em thì lại đang là một cái lứa tuổi mà họ đương muốn tự khám phá họ. Thành ra họ có những cái quan điểm, những cái luận điểm riêng của họ, và họ muốn thử xem là cái điều đó đúng hay không đúng. Bạn này bạn nói một cái câu rất hay là cái điều đó là mình nghĩ là tốt, nhưng đối với bản thân bạn ở thời điểm này là chưa đúng, là chưa tốt. Thì thành ra theo chị, em giảm cái điều đó xuống 50%. Tức là em nên đứng từ xa em bao quát. Khi nào chồng em thực sự cần đến em, lúc đem ra tay. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn cần phải được tự do về suy nghĩ, tự do về về tất cả mọi thứ, đúng không cưng? Để bạn muốn xem tôi là ai, mình đang ở cái điểm nào, cái level nào trong cuộc sống này. Còn nếu như tụi em sống với nhau cho đến lớn tuổi, đến bắt đầu là ở cái lứa tuổi mà 50 thì thực sự lúc đó là ông bà cần nhau, hiểu chưa? Đó, lúc đó là chồng em thực sự cần cái sự chăm sóc đó, và ngược lại vợ em cũng cần cái điều đó ở em. Ngay thời điểm này là thời điểm mà vợ em á, có cái nhu cầu chăm sóc người khác, thì thực sự là bạn cũng sẽ có nhu cầu để người khác để tâm và chăm sóc mình. Nhưng mà bạn cứ cho đi mà bạn không được nhận lại, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy là cái điều mình làm dường như là không ai cảm nhận và không ai cần điều đó hết. Khi mà bạn dừng lại rồi là em khỏi lấy lại được cái điều đó luôn. Em hiểu chị không? Em lên 50, bạn này giảm 50 là gia đình em là rồi. Ok. Xin chúc hai em đó phải luôn luôn nắm tay nhau, yêu thương nhau như thế này mãi mãi trọn đời nha. Xin cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời, vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi tán em? Khi tán tỉnh em á hả? Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi, nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ, thì em ăn thịt chó. Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá lã vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ tay qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào má của con thì hơi vô duyên thật. Những cái đó thì mất vệ sinh. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng son đầu tiên. Hello. Nào em nói tiếng Việt được. Trời ơi, tôi ném xíu thôi, tôi xả một tràng tiếng Tây rồi đó. Nếu chị Dân mà không giảng là tôi nói tiếng Anh không á. Mà tôi nói tiếng Anh là chương trình này mệt nghe, là phải chạy phụ đề dưới. Mà anh thì vẫn phải nói rõ, vì ngày xưa thì em học ở miền Bắc. Và giọng của anh là không phải là miền Bắc. Vì vậy thì phải nói rõ cho em hiểu. Chào bạn, mình tên là Quốc Thần, còn bạn tên gì? Tên là Nam. Nam. Em cái gì Nam em? Tên thật của em bằng tiếng Séc là Ondra. Nhưng mà ở miền Bắc thì người ta rất là khó nói cái đó và gọi em là ông già. Và em đi mới 32 tuổi thì chưa già lắm thì chọn tên là Nam để dễ nói. Công việc của Nam? Em bây giờ làm phiên dịch và cũng thỉnh thoảng thì dạy tiếng Séc hay là tiếng Anh. Và chủ yếu bây giờ làm về du lịch. Thì từ tháng 4 đến bây giờ thì không có quá nhiều việc, thì có thể ở nhà và có thể lo con, lo vợ. Và vợ thì có kinh doanh riêng, cũng phải có thời gian để đi làm. Rồi có nghĩa là đây là ông bố bỉm sữa đó, đúng không? Siêu bố rồi. Nam qua Việt Nam là bao lâu rồi? Bắt đầu học tiếng Việt cách đây khoảng 8 năm. Nhưng mà sống ở Việt Nam mới khoảng 1 năm rưỡi. Ngày xưa thì sống ở Hà Nội khoảng 1 năm. Bây giờ thì sống ở Sài Gòn khoảng 2 năm rồi. Tại sao Nam lại thích học tiếng Việt? Em là người Cộng hòa Séc, ở đó có nhiều người Việt Nam. Và ngày xưa thì có một hàng xóm là một cặp Việt Nam. Lúc đó thì Nam khoảng 17 tuổi. Và vợ đó thì rất là xinh. Thì
thì em đã suy nghĩ là nếu nước Việt Nam có phụ nữ xinh như vậy thì chắc chắn nên học tiếng Việt và qua đó và lấy vợ ở đó. Trời ơi, trời ơi. Là mới có, lúc đó là mới có 7 tuổi thôi đó. Và tôi nghĩ rằng là khi mà cái chương trình này phát, tôi nghĩ là đàn ông trên toàn thế giới sẽ về Việt Nam lấy gái Việt Nam rất là nhiều. Và bởi vì gái Việt Nam chúng tôi đẹp rất là nhiều. Thôi, xin phép em. Tại vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của Nam, cho nên là nãy giờ cứ giao lưu với Nam không, mà là chưa giao lưu với em. Bây giờ chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Mai, em đang làm thiết kế thời trang. Và em đang có thương hiệu riêng của mình rồi. Thiết kế thời trang hàng gì mà một cái đầm rất là đẹp. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời. Vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi? Tán em. Khi tán? Tán tỉnh em hả? Có nghĩa là lúc đấy thì do Nam phải đi về nước. Thay vì cứ nhắn tin cho vợ hay là gọi điện thoại thì Nam thì hàng ngày đều vẽ hình như thế này và gửi cho em. Nếu em không ngã anh mời em có thể đứng lên gì mà. Anh ấy làm một cái đầm rất là ấn tượng và rất có ý nghĩa. Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi, nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Không, nhưng mà thực ra nhìn Nam á là trẻ hơn so với tuổi. Thường là người phương Tây không á, không uống rượu, không hút thuốc lá, nói chung là không làm gì hư thì chắc chắn là sẽ có vẻ trẻ. Không ăn thịt nữa. Và không ăn thịt nữa. Không ăn thịt. Nói chung là cuộc sống của em rất là chán rồi nhưng mà vẫn trông trẻ thì được. Nam và Mai gặp nhau trong trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì như thế nào, kể cho anh nghe. Lần đầu tiên gặp nhau là ở Sài Gòn cách đây 2 năm, ở quận 7, tự nhiên đi uống sinh tố và gặp nhau. Mai thì đi xe cúp 50 rất là cũ nhưng mà vẽ lên cây đó rất là đẹp và cũng không có trang điểm gì hết, và quần áo thì cũng rất là bình dân bình thường. Và em thì thích cây đó, em không thích những phụ nữ thích mặc sang trọng. Và chính vì vậy thì đã suy nghĩ là ở Việt Nam và phụ nữ như vậy thì chắc là sẽ rất là thú vị. Thì nên tán và cưới luôn. Tán và cưới luôn. Lần đầu tiên ông gặp người ta mà suy nghĩ là tán và cưới luôn. Nhưng mà khi mà em quyết định về Việt Nam để mà em tìm một cô gái như cái em mong muốn á, thì Mai có phải là người phụ nữ đầu tiên? Dạ, không. Trước Mai em... Trước đó thì em đã học tiếng Việt ở trường Đại học Xã hội Nhân văn ở Hà Nội. Thì ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ thì em ăn thịt chó. Nhưng mà bây giờ không ăn thịt chó nữa vì sợ kiếp sau sẽ sinh ra những con giun thì không muốn cái đó nữa. Đó, mấy người ăn thịt chó nghe đi nha. Nhưng mà thì ăn thịt chó ở đó và cũng thử tán gái Việt Nam ở đó. Nhưng mà ở miền Bắc thì nói chung là ai cũng xinh nhưng mà hơi dữ. Vì ở đây có Hà Đông thì có nhiều sư tử, ở Sài Gòn không có Hà Đông thì trời có sư tử. Quá dữ, quá dữ. Nhưng mà sao lúc mà em tán mấy cô gái Hà Nội sao em không lấy vợ Hà Nội? Chúng là lúc đó thì vẫn trẻ và một lần thì bị bỏ. Sau đó thì quyết định là không tán người Việt, con gái Việt Nam nữa. Nhưng mà tự nhiên thì vào miền Nam và nhận ra là phụ nữ miền Nam thì dễ thương hơn nhiều và lấy vợ miền Nam thì chắc là tốt hơn. Em có biết được cái việc là trước khi mà anh quen em là anh cũng đã từng tán mấy cô ngoài Bắc không? Có chứ. Và anh ấy thì có một kỷ niệm rất là vui bởi vì anh ấy được gọi là Tây nước mắm. Cái gì? Tây nước mắm à? Tây nước mắm. Vì anh ấy bị bạn gái đầu tiên đổ nước mắm lên đầu. Thiệt không? Vì chia tay rồi và sau đó thì gặp nhau với bạn gái mới thì
chắc là ghen tị một chút. À, là bị đánh ghen đó phải không? Dạ. Nước mắm thì ngon mà thì không sao. Nhưng mà khi mà em gặp Mai á, là em quyết định em thay đổi cái suy nghĩ là em lại tiếp tục quen với lại lấy con gái Việt Nam nữa. Lý do vì sao? Vì vợ kia rất là độc lập, gọi là hạnh phúc nữa, nhưng mà không biết. Trời ơi. Và nói chung là em thì cố gắng giúp ở nhà, ví dụ là dọn dẹp một chút, nấu ăn, lo con. Nhưng mà cái đó thì ở bên Tây, nếu không làm cái đó thì sẽ bị phê bình, sẽ bị chửi. Nhưng mà ở đây không làm là chuyện bình thường, nhưng mà khi làm ở đây thì sẽ được vợ khen, và cái đó rất là tốt. Vì em thì quen làm việc ở nhà, vì ngày xưa có bạn gái Tây, nếu không làm thì bạn gái sẽ khó chịu và cuối cùng thì sẽ bỏ. Em nè, lúc mà em gặp chồng á, em có cảm thấy yêu liền không? Thì mới ban đầu em gặp, lúc đó thì em vẫn chưa nghĩ là hai đứa sẽ đi sâu hơn và kết hôn. Thì em chỉ nghĩ là ồ, anh này mà làm chồng mình được thì hay nhỉ. Tại vì hài hước quá và lúc nào em cũng cười, và sau đó thì em nói là hay quá, thì em muốn cưới người này luôn. À. Là... tức là sau cái bữa mà gặp nhau ở quán sinh tố, là ảnh chủ động qua, anh nói chuyện với em. Nói chuyện là hai người là bắt đầu sau đó là có liên lạc với nhau và đi chơi với nhau đúng không? Dạ, nhắn tin, anh ấy cứ nhắn những cái tin cực kỳ buồn cười. Ví dụ? Anh ấy sử dụng những cái thành ngữ hoặc là những cái câu của Việt Nam rất là chuyên nghiệp. Ví dụ giống như là buồn như con chuồn chuồn hoặc là dạng như vậy. Chê em vào rất là nhiều những cái đó, và khi em đọc đến là rất là ngạc nhiên, là em cảm thấy nó rất là thân thuộc. Như là mình đang nói chuyện với một người Việt thật sự, mà người Việt hài hước. Bởi vì nó vừa có cái gì đó ngây thơ mà nó vừa có gì đó rất là hay. Thì sau đó thì em cứ nhắn tin rồi cứ cười. Cái em làm việc chung với em á, thì em ấy nói sao chị suốt ngày giống bà điên mà cứ cười như vậy. Thì lúc đó là dấu hiệu tốt. Thì em nghĩ là thôi không đi tìm chồng gì nữa hết á, thì chồng đây rồi. Nhưng mà ai chủ động đề nghị làm đám cưới? Thì tự nhiên thì Nam nói là bọn mình cưới nhau đi. Thì em nói cũng hay, cưới đi. Bao lâu? Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng 1.5 năm. Như vậy cái chuyện tình yêu quá đẹp như vậy, chắc là sau khi lấy nhau rồi là chắc cũng không có gì phàn nàn đâu ha. Chắc là cũng không có tật xấu đâu. Cười suốt ngày à? Phản hai. Cười suốt ngày. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là có một cái sự thay đổi gì ở Nam không? Em không bị cái gì bất ngờ hết, mà chỉ có những cái tính tốt thì em không nghĩ đến, thì em bị bất ngờ bởi những cái đó thôi. Thì coi như Nam không hề có tính xấu nào hết. Loại tính tốt ra. Ôi trời. Dạ đúng rồi. Chắc phải thay đổi format quá. Trước khi cưới thì Nam không có loại cái tính là biết nấu ăn rất là ngon ra, mà chỉ có loại cái là làm bánh rất là ngon. Nhưng mà đến khi bây giờ, khi mà có con, thì hàng ngày buổi sáng Nam thường hay hỏi em là mai muốn ăn gì. Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá lã vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rẹt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Mà Nam kể chuyện đi chợ coi, ví dụ như đi chợ Nam có dễ bị ăn hiếp không? Tức là bị nói không, vì bây giờ đi nhiều và ai cũng biết Nam rồi, và biết là nói tiếng Việt rồi, và biết là nếu chém thì em sẽ đi chỗ khác và không mua của cô ấy nữa. Thì mà Nam và nói chung là nhưng mà Nam có trả giá không? Bây giờ thì ở đây không lấy thách nữa. Ngày xưa ở Hà Nội thì bị nhiều như thế. Mặc cả. Phải mặc cả nhiều, và ví dụ là mua của một cô 10 ngày và mỗi ngày thì phải mặc cả hết. Nhưng mà ở đây thì không, thì làm khách quen rồi và bình thường thì được giá tốt hơn vợ luôn. Đó, nhưng mà có hay nói chuyện với các bà bán cá, dạ, với mấy chị bán rau, mấy dạ, mấy nói chị chuyện bán với họ nhiều, nhưng mà họ chửi bậy hơi nhiều. Rồi bình thường thì là ở nhà Nam chắc có lẽ là Nam chăm sóc em bé nhiều. Dạ, thì có hai ca, nhà ca đêm là của Mai và ca buổi sáng là của em. Thì từ khoảng 5:30 thì em dạy và em cho con bố em đi chơi với con và lo con đến 10:00 cho vợ ngủ được. Và như vậy là cả hai đều không mệt lắm. Đúng rồi. Vậy là em cho con bú sữa mẹ hả? Dạ em bé bú hoàn toàn là sữa mẹ. Vậy hay quá. Sau đó thì em bé bú cả đêm với em, và xong sau đó thì trước khi đi ngủ lại thì em vắt sữa ra cho Nam. Mà Nam, em có thấy vợ em cái ngoại hình á có thay đổi nhiều
từ trước khi sanh sau khi sanh có thay đổi nhiều đúng không? Đúng rồi, giống như là tại sao lấy vợ Tây, vợ châu Á và không lấy vợ Tây. Vì phụ nữ Tây thì sau khi sinh thì béo lên nhiều, và phụ nữ châu Á bình thường thì đến 55 tuổi thì vẫn rất là xinh và vẫn rất là gầy. Thì như vậy là cơ thể của Mai thì gần như là không thay đổi, và bây giờ người ta gần như là không biết là Mai mới đẻ con. Đây lần đầu tiên em làm cha, thì những cái gọi là chăm sóc cho con mình, ví dụ như là hay bỉm cho em bé thì em có sợ không? Nói chung là trước khi có em bé thì sợ vì là thầy tả, nhưng mà sau khi có em bé thì nhận ra là cái đó không thối lắm, nhà không bẩn lắm. Thì nói chung là chắc là sau khi em bé bắt đầu ăn như là bún đậu mắm tôm thì chắc là sẽ thối lắm. Bây giờ vẫn chưa. Con em là con trai con gái? Con gái. Thường thì người Việt Nam á là thấy trẻ con người ta rất là thích, nghĩa là tới nựng và thậm chí tới bồng. Dạ. Em thì em có ngại không? Mà em thì một phần thì thích cái này, vì ở bên Tây thì những mẹ Tây thì hơi gớm, nhưng không cho chồng chơi với con. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, thì em bé thì sẽ được tiếp xúc với nhiều người thì không sợ lạ nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ Tây qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào má của con thì hơi vô duyên thật. Nhưng cái đó thì mất vệ sinh. Thì em phải nói là đừng chạm vào mặt của con tôi gì đó như thế, vì cái đó không thích. Vì nếu hỏi trước hay là chỉ là vẫy tay gì đó thì cái đó không sao. Nhưng mà thật ra nếu mà nói mà để mà mình ngăn ngừa đó thì nó lại rất là khó cho bản thân mình. Là bởi vì người Việt Nam và nhất là những người lớn tuổi, người ta lại thích thể hiện cái tình cảm của mình dành cho trẻ con. Nhưng mà mặt khác thì ví dụ là em bé thì có ở đây và ai đó thì tự nhiên chăm sóc nó, và em rất là thích cái đó vì ở bên Tây cái đó rất là phức tạp. Hồi nãy thì anh có hỏi cái tật xấu của Nam thì Mai nói là không có. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược là Nam, Mai có tính xấu không? Nói chung là cũng ít. Ít có nghĩa là có. Dạ, nhưng mà nói chung là thỉnh thoảng thì có cái vấn đề là giận lên thì sau đó đi trốn và ra khỏi nhà luôn. Và cái đó thì hơi bất tiện, vì trong thời gian đó thì em cứ suy nghĩ là thì em đã làm gì sai, hay là tại sao là vợ không nói chuyện với em. Và nếu vợ nói trực tiếp có vấn đề gì thì có thể giải quyết, và sau đó thì mất nhiều thời gian trước khi giải quyết cái vấn đề đó. Tức là hay giận đúng không? Giận không, thì không nói giận. Vì khi em biết là giận thì mất khôn, và em thì chắc là sẽ mất khôn, cho nên là khi giận thì em đi ra ngoài suy nghĩ và cố gắng suy nghĩ tích cực về cái gì mà anh ấy đã làm, thì tự nhiên nó hiểu hơn và bắt đầu là nghĩ là mình làm gì sai, và sau đó thì quay lại. Nhưng mà quay lại thì vẫn giả vờ giận, nhưng mà khi quay lại thì chồng thì lại tự nhiên thấy đi dọn dẹp nhà cửa. Và sau em nói trời ơi dễ thương thế, và xong sau đó thì không chịu nổi nữa và nói chuyện với nhau. Thế bây giờ Nam mong muốn Mai cần thay đổi điều gì? Này chính là nếu thay đổi cái đó được thì quá sướng, nhưng mà như thế là quá lý tưởng rồi, thì không có gì xấu hết thì cũng hơi chán nha. Cái đó là bình thường mà. Quá thật lòng. Là ở bên Tây thì người ta nói là đàn ông làm cái gì sai thì phụ nữ giận thì đàn ông xin lỗi, và phụ nữ làm cái gì sai thì đàn ông giận, sau đó phụ nữ giận và đàn ông phải xin lỗi lại. Thì như vậy là hơi bất công, nhưng mà cái đó là nếu sinh ra như đàn ông thì quá sướng rồi, vì không cần đẻ con nhỉ. Và vẫn là cuộc sống của đàn ông thì dễ hơn phụ nữ nhiều, thì ít nhất là đàn ông nên chấp nhận cái này và chịu cái đó. Qua cái câu chuyện của vợ chồng Nam với Mai á, tôi rất muốn là cái số này á, nếu như quý vị khán giả nào xem và share ra trên Facebook, trên mạng cá nhân của mình, để cho cái sự lan tỏa nó rộng, để mà những người đàn ông Việt Nam á, nên có những cái suy nghĩ như Nam lúc nào cũng cảm thấy rằng
cho dù rõ ràng là Mai ở trong một cái gia đình với sự thương yêu của người chồng như thế này, nhưng mà bạn nam vẫn còn cảm thấy là cái người phụ nữ vẫn còn bị thiệt thòi quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì phải sanh con nè, phải nuôi con nè. Đó thì tôi rất là xúc động với cái tình cảm và cái suy nghĩ như cái nhìn của nam đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Thì với cái gia đình của hai bạn này thì cũng chỉ biết là chúc hai bạn sẽ hạnh phúc hoài. Và rất cảm ơn cái tình cảm của Nam đã dành cho chương trình cũng như là dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Và cho Mai, cho người vợ của Nam. Phải xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lớn nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá. Ông bảo là cô cậu có tiền không, cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì đang vô trớn, cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn, móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này, em thề luôn. Cái em mới nói là sao, cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi em mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy. Cái trả lời em là nhảy sớm chi cho mỏi chân. Trời. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Tôi biết ai luôn nè. Trời ơi. Ai hot boy trà sữa phải không? Đây, dạ. Hot boy trà sữa. Trời đất ơi. Dạ em chào quý vị khán giả. Chào quý thợ. Dạ đây là cái món quà này đầu tiên là hai vợ chồng em bán khô gà. Hôm nay em gửi. Ủa còn bán trà sữa không? Dạ chút xíu tâm sự rồi. Đấy lúc ta nhiều hơn ta bắn qua con gà rồi. Rồi xin phép. Rồi để cho anh cất vô nghe. Rồi. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Tấn Lợi. Hôm nay em 26 tuổi. Em đến từ Long An. Và công việc của em hiện tại là hai vợ chồng đang làm YouTube và bán khô gà. Đây là vợ của em ạ. Dạ xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quốc Thịnh. Dạ nói lớn. Chào chị luôn đi em. Chị đi nha. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thu Tần. Em sinh năm 1994. Em hiện tại em ở Long An. Công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ và buôn bán hàng online. Rồi bây giờ cho anh hỏi là hai em cùng ở Long An. Vậy anh đoán nha, có phải là hai em là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ cái thời mà đi học, từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa đúng không? Dạ không, ở chuồng tắm mưa là lúc đó chưa gặp đâu. Chưa gặp. Dạ tụi em quen nhau thì hình như học lớp 11 hay lớp 12 gì ạ. Là 2011 đến nay. Cái lần gặp nhau đầu tiên là ở đâu? Dạ thì cái lần gặp nhau đầu tiên thì hai vợ chồng em thì gặp ở đám cưới của một người bạn. Sau đó thì em xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại, xong rồi em tối về em nhắn tin. Em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Nhưng mà là em thích Tần đúng không? Lúc đó em chưa có thích gì hết trơn á. Dạng như thằng bạn em nó bảo là có con nhỏ này là nó thích mày nè. Tức là Tần thích em trước. Dạ đúng rồi. Lúc đó là bạn em nói là em đi đám cưới có mời ca sĩ Chu Bin về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới, cái em mới còn nói ôi ai hát hay quá vậy. Cái bạn em mới chỉ là lại vậy. Dạ là lúc đó có ấn tượng luôn à. Vậy hả? Lợi còn nhớ cái bài đó không? Phải xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lớn nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá. Trời ơi. Bạn này là cái giọng bạn hay. Mới làm một cái MV mà giọng bạn rất là hay. Rồi sau đó thì như thế nào? Rồi sau đó bạn em mới dẫn đi karaoke. Em nhớ lần đầu là hai đứa đi hát karaoke, mà vô hai đứa bằng tuổi mà còn nít. Lúc đó thì tụi bạn em xưng là bạn này rồi tớ rồi cậu hay này. Còn em vô thẳng vấn đề, em kêu là anh em luôn. Dạ em bảo là anh với em cứ ngồi còi tím tím nghe em hát. Rồi sau đó thì tình cảm của các em phát triển như thế nào? Thì nói chung là tụi em quen nhau thì nó cũng không có được gần. Tại vì vợ em thì ở Long An, còn em thì ở huyện Châu Thành, cách nhau tới 15 cây số. Nên là gặp nhau thì vợ em thì lâu lâu cúp tiết trốn học xuống chơi với em thôi. Tại vì lúc đó là vợ em đi chiếc xe mắt, còn em là chạy đạp điện. Nên là em vòng lên Long An thì về sợ hết điện đạp chết. Nên là vợ em đi xe máy đi xuống dưới Sầm Mẹp. Trời ơi, mà mỗi một ngày như vậy
chạy xe xuống tuốt ở dưới Long Dạ đúng rồi. Là cái tình yêu của em dành cho chồng em là mãnh liệt quá đúng không? Dạ. Cảm giác giống như em thương chồng em hơn là chồng em thương em á. Dạ. Rồi có dịnh vào cái điều mà biết làm em thương mình quá cho nên là hay làm nư rồi hay kẹo cơn đồ dạ. Này cái nỗi dạ cũng có. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau là đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Dạ. Trời ơi, mà chị... có chia không? Chú em với vợ em chắc cả trăm lần rồi ạ. À. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú đó. Chú thật là đàn ông. Nhưng mà các em lúc đó là còn đi học. Dạ. Vậy thì cái tình yêu nó nảy nở như vậy. Rồi gia đình hai bên có biết không? Dạ gia đình lúc đó chưa biết ạ. À. Cái lúc mà em quen vợ em là có em nhớ có cái đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau á, là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra nói lần nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em chạy. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Tức là cha vợ khó tính lắm hả? Không, cha bây giờ thì em sống chung với cha thì cha rất là dễ. Lúc đó là em sợ cha, đúng không? Dạ, lúc đó thì sợ, tại vì chưa biết mặt cha ra sao nữa mà. Lúc đó là chỉ quen lén lút nít mà. Và sợ cha như vậy, vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau chắc lén lút lắm không? em kể cho anh Thuận nghe. Lúc là em, lần đầu mà hai tụi em mà hẹn hò là hẹn ở Bà Kè. Cái lần đó là em thiệt em ấn tượng, chắc em nhớ tới già luôn á. Bữa ổng đi ngồi Bà Kè xong rồi kiểu như là nói chuyện rồi cái em cũng muốn tập hung. Hai đứa tính chuẩn bị hung, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hung hung cái ở sau lưng có ông già. Ông già. Ông già, ông xin ăn. Ông bảo là gì cả, cô cậu có tiền không cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì em đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu. Mất trớn. Móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực. Cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này em thề luôn. Trời ơi. Trời ơi, rồi hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi. Kiểu như bị đứng hình luôn. Em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Cuộc đời trái ngang ghê. Rồi sao bữa đó là ngưng. Về luôn. Mất hứng đúng không? Dạ quê tèo. Rồi cái tình yêu sâu đậm đến với hai em đó là sau đó là bao lâu? Khoảng hơn 2 năm á. 2 năm sau? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói là sâu đậm luôn là khoảng thời gian là hai vợ chồng em bán trà sữa ở quán Dĩ Hè. Từ cái lúc mà bán trà sữa với nhau là mới có tình cảm nhiều hơn hả? Anh hỏi nè, tụi em còn quá nhỏ nhưng mà đi ra kinh doanh như vậy thì anh muốn biết là nó có nhiều những cái kỷ niệm hay là có nhiều cái vất vả gì không? Dạ nói chung mình cũng có vất vả, nhất là khúc trời mưa, tại mình bán ngoài trời mà đâu có cái gì để che đâu mà. Thì nếu mà mưa khách tới thì khách bỏ đi về, tụi em vô xe trà sữa trú mưa trong đó. Rồi đến một cái giai đoạn mà anh Lợi này, tôi nhớ có thời gian là ảnh rần ở trên mạng. Đó anh được mệnh danh là hot boy nữa. Hot boy trà sữa, vậy thì có nhiều cô gái đến thì lúc đó làm sao? Em toàn... Dạ hình như là biết có vợ rồi hay sao nên không có ai để ý tới hết. Trời ơi, tất cả các tài khoản của em là biết mật khẩu hết trơn à. Sẽ xóa hết tất cả những cô gái đẹp. Không bao giờ em nhắn tin được với ai cả. Biết là em cũng làm biếng nhắn. Sao anh nói tới chuyện đó mà sao em bức xúc quá vậy Lợi? Nói sao cuộc đời em trái ngang quá vậy. Trời ơi vậy. Đó, coi như em đã bị phong tỏa từ dạ, đúng năm rồi. Em lớp 11 cho tới thời điểm này đúng không? Dạ. Phong tỏa toàn bộ. Mặc dù mình là hot boy. Bây giờ mình lấy cái móc ra. Cái móc mà hai em mở trà sữa. Cho đến khi các em cưới nhau thì là bao nhiêu năm? Gần 3 năm mới cưới. Lúc mở bán đề đường là tới cưới là gần 3 năm. 3 năm. Rồi có con chưa nè? Dạ. Nói tới chuyện này thì nó cũng có một cái biến cố. Dạ, hai tụi em thì cũng đã từng có một cặp song sinh. Dạ, nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói à. Vậy đó. Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi nên là trời. Không giữ được. Ồ, vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non ạ. Ừ. Là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm á. Đúng 1 năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao hay là dạ lo thành cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được ạ. Chắc là do sanh đôi nó. Sanh đôi. Dạ đúng rồi ạ. Trong cuộc đời em chưa bao giờ mà sợ như cái lúc đó luôn. Tại vì khi mà đưa vợ em lên tới bệnh viện á, thì vào nói chuyện với bác sĩ mới bảo là sanh như thế này thì cái dấu hiệu mà bị băng huyết á. Em nghe tới câu đó là em sụi rồi. Em cái chân em đứng không nổi nữa. Em sợ vợ em mất luôn. Nên là nói tới giờ lúc đó là em rất cực kỳ là khó chịu, rất là buồn mà em khóc mà bệnh viện nhìn em dữ lắm. Em khóc rất là nhiều, mẹ em rối về em luôn mà, mẹ vợ em
Mà lúc đó là vợ đang ở trong phòng cấp cứu. Dạ vợ thì đang sanh ở trong, em không biết sanh được hay là không. Tới lúc mà bệnh viện là họ nhắn tin cho mình đó là Nguyễn Thị Thu Tần đã sanh ra hai bé trai bao nhiêu gram á, rồi sanh lúc mấy giờ, lúc đó em mới nhẹ người. Ừ. Một tiếng sau bé mới mất. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của em thì như thế nào? Em đã ổn định cả dạ. về tinh thần lẫn dạ em đã ổn định, nhưng mà đi khám thì bác sĩ nó vẫn có bình thường à. Vẫn khỏe lại rồi hả? Như vậy là khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ cẩn thận. Dạ. Ví dụ như trong trường hợp nếu mà bị đa thai á, tại vì cái tử cung của em nó không chứa nổi. Dạ. Không dạ. chứa nổi, nó không có chỗ để cho hai cái thai cùng tồn tại một lúc. Dạ. Thành ra mình phải tính trước những cái này. Dạ. Thôi, nói chung là anh xin chia sẻ với cái nỗi mất mát của hai vợ chồng em ha. Dạ. Rồi, thôi bây giờ cái chuyện buồn, cái chuyện lắng mình cho nó qua đi ha. Dạ. Bây giờ mình nói đến cái phần nào để cho nó vui, nó sơm tụ hơn. Tại vì ông này ông rất là hài hước. Bây giờ đến cái phần gọi là khui tật xấu nhau. Em được ưu tiên khui tật xấu của anh đó. Tật xấu của chồng em là hay lề mề lắm. Mỗi lần em nhờ cái gì á là chậm chạp, mà đợi cái khi em làm xong rồi mới ra không mà kiếm cớ trốn trốn dạ, đúng không? trốn mà đi làm thì siêng dữ lắm, mà ở việc nhà thì nhát lắm mà cái một. em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi em mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy. Cái trả lời với em là nhảy sớm chị cho mỏi chân rồi. Trời. Chắc cũng trả lời mẹ dữ lắm mà. Rồi cái gì nữa nè? Gì nữa nè? Trước khi tụi em mà chưa làm YouTube á là mê chơi Liên Quân dữ lắm hả? Mà hả, mỗi lần chơi Liên Quân là thua trận là cọc là la là hét lên hả? Hét dữ lắm mà. Còn nhậu nhẹt bê tha được không? Đó. Em không có chơi nhậu nhưng mà mỗi lần nhậu là đi lén em không ạ? Trời ơi, một năm em giấu được một lần nè. Trời em đi nhậu được nói vậy chứ em bao giờ đi được đâu. Em đi là chút xíu là ngồi trước cửa rồi đó. Em biết làm gì trước cửa. Không, vừa mới vô bàn nhậu cái là bả vô tới. Dạ đúng rồi. Sao mà nhanh cực kỳ. Cái số em bộ lắm anh, là em đi nhậu là em chạy ngoài đường hả, làm xong đúng không, em chạy ngoài đường chút xíu là cũng gặp bả. Làm như là đánh mùi em anh. Rồi còn cái gì nữa là Tần? Còn một cái là đói bụng hay cọc lắm mà. Ai đói bụng? Đói nóng tính đúng không? Dạ nóng tính. Nhưng mà ăn uống thì có khó khăn không? Em thì thích nấu ăn dữ lắm, nhưng mà chồng em thì thích ăn hủ tiếu gõ. Không có ăn đồ em nấu. Dạ ăn cửa trưa hả? Ăn một cửa trưa còn cửa chiều ăn hủ tiếu gõ. Dạ cửa chiều là phái ăn hủ tiếu gõ. Là cái ông đó bán hay cái bà đó bán hay cái cô đó bán? Hay là do nó mê nhỏ bán hủ tiếu gõ. Cái cô đó bán thì thấy chưa, gài dính liền cái ông cái cô đó bán. Cho lãng mạn được không? Lãng mạn được không? Lãng mạn thì từ mà lúc quen tới nay là đúng 8 năm mà chỉ có lãng mạn là một lần duy nhất à. Cách đây vừa đây là sinh nhật em hồi tháng 10 là tự nhiên mua cho em một con gấu bự thiệt bự, là tự động mua là tự động kêu người ta đem lại tới nhà, là em không biết gì hết á, là tới lúc mà cái anh giao hàng em tới nhà em mới biết là 8 năm trời quen nhau là chỉ có một lần nữa thôi. Đó à. Là một cái bà gấu bông một đó. Dạ đúng rồi. Không dạ. Tặng một cái gì khác. Dạ không. Nhưng mà không một cọng bông. Ừ. Dạ không luôn. Nhưng mà em có thích lãng mạn không Tần? Dạ không, em cũng không có thích lãng mạn. Thì thôi đúng rồi, thôi khỏi hỏi. Mà em cũng không cần tới ngày tặng quà hay gì, em cũng hồi đó em không miễn có đòi giữ hỏi được dạ. rồi đúng không? Tại vì em giữ tiền hay em tặng em cũng phải xuất tiền ra hả? Dễ sợ phải chưa? Phải lấy chơi tiền, chắc ghê chưa? Anh chị lấy vợ em chơi chắc ghê không? Giờ phải cài mừng. Vàng gì hồi đó giờ không đòi quà. Thôi. Rồi. Tật xấu của vợ. Tới em đó lại. Vợ em thì hay ngày xưa là em trên cơ vợ em lắm nha. Là ngày xưa em như ca sĩ, em cũng mặc quần tay áo sơ mi, em ra đường em ngựa em lắm. Mà hồi đó trên cơ em nói cái gì vợ em cũng nghe sắc đẹp hết. Cái từ ngày mà cái tật lòi cái tật xấu ra là em biết luôn là hay em với vợ em mà cãi lộn ở giữa đường á là bà sẽ quát lên. Mà em thì sĩ diện, em thì mới mắc cỡ, sợ bà con đồ nhìn là em im. Rồi kể từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau là em trên cơ em luôn. Là kèo trên luôn. Kèo trên luôn. Canh ra ngoài đường nó mới gây lộn đúng không? Đúng, trên xe. Chứ ở trong nhà có bao giờ gây lộn không? Nó này quá hay. Ở trong nhà thì chửi lộn nhẹ nhẹ thôi. Dạ thì cũng vài ba câu thì sai này không làm thì anh này sẽ không làm. Mà bà ra ngoài đường. Ra đường một cái. Bây giờ anh đi nhậu đúng không? Đi đâu? Rồi xong. Rồi. Cục đuôi đi vô luôn. Đi chạy xe một hơi về nhà. Hoặc là không chịu về nhà. Em mà trứng càng trứng là càng không chịu về nhà. Rồi không lẽ hai đứa đó. Ở ngoài đường nguyên đêm. Phải năn nỉ bà nữa, không lẽ giờ bỏ mà giữ được. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo có tật xấu gì nữa? Có ghen không? Trời ơi. Trời ơi là tôi biết là ghen dữ lắm rồi. Trùm luôn, vợ em là trùm ghen luôn. Đâu trùm sao đâu, có câu chuyện nào kể nghe không? Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em. Người không cho ai nhắn em hết trơn á. Nhắn hai hoài là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta không. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế.
Bây giờ cái list chặn của em chắc rất là nhiều luôn á, mấy trăm người luôn á. Ai mà rủ đi nhậu em cũng chặn luôn á. Trời, nói chung là qua chương trình này rồi sẽ nhiều người hiểu được cái nỗi khổ của em đúng không? Dạ, khổ. Và người ta sẽ bớt giận em là bởi vì cái người chặn không phải là em. Dạ, quý vị khán giả thân mến, sau này thì quý vị thấy giờ em la ngoài đường thì quơ bơ đi để em trên cơ lại có được không? Để em lấy lại tốc độ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đi đâu là bạn cũng đi theo hết. Dính em như cục 500 vậy đó. Ngay kể cả là sáng này theo em đi xe buýt mà cái chỗ em nắng muốn chết mà không cho em đi là phải ngồi gần em mới chịu. Không muốn cho mà ngồi lết qua chỗ kia ngồi nữa. Mà em biết lấy hơi làm gì nữa mà mấy năm nay chưa đủ hơi hả em? Là đi xe buýt từ dưới Long An lên đây hả? Dạ đúng rồi. Thì sao thiếu hơi em giữ ta. Nằm là cái nhủi nhủi vô đây nè. Biết kiếm gì trong đây nữa. Cái hương á. Nằm là nhủi vô đó. Tối là phải nằm lên dây là nằm xuống cái là gối tao là mà đưa vô liền. Nhưng mà em đợi ngủ em cũng hất ra hà. Trời ơi, dễ sợ không? Cách đây 2 tháng là do em 71 cân. Là lúc đó nằm em tưởng đâu bao gạo nằm tay em không. Thiệt luôn á, mới vừa giảm cân được cách đây mấy tháng giảm được 10 kg á. Mới cho mấy mặc áo này vừa này thấy không là các con không có đồ để mặc luôn. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Đừng chửi em. Đừng chửi em nữa. Dạ, ủa chửi lắm hả? Nó nạt mình em à, chứ ngoài đường bất kỳ ai là không bao giờ nói chuyện lễ phép, rất là ngoan hiền. Mà sao riêng một mình em là chửi. Rồi giờ tới Tân, em mong muốn ông ấy thay đổi điều gì? Dạ là em chỉ mong muốn là bớt đề mề lại, là em nhờ cái gì làm liền. Tại tánh của em là em thích là làm xong mà muốn làm gì làm, chứ không có mà chần chờ lâu mà. Ừ. Ủa, nói nghe nè, rồi tụi em xưng hô ở nhà là xưng hô làm sao? Nếu mà vui vẻ thì... Đúng rồi, em kể. vui vẻ vẻ thì hai đứa heo ông xã mà nói chuyện heo tròn, có ngày em kêu nó vậy không à. Làm sao kêu sao? Kêu heo tròn ơi heo tròn. Heo tròn. Uống nước không? Múc cho nè. Vậy đó. Còn lúc nổi điên lên nổi điên lên nè đi chỗ khác đi vậy đó, là không nói, không kêu tên, không kêu gì luôn, nói trọng không luôn. Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay ví dụ như nếu như anh với mọi người muốn hai đứa có một chút gì đó thể hiện tình cảm với nhau á, thì cái mà mặn nồng nhất đó là thể hiện như thế nào? Em hay ôm vợ em, giờ ôm chứ sao ta. Ôm heo to nghe heo to. Anh không dạy em cái ha. À. Trời đất ơi, thấy thương ghê không? Dễ thương quá. Ừ. Xì tiên hết sức luôn vậy đó. Thực sự hai đứa, trời ơi, đúng là thanh mai trúc mã 8 năm trời. Dạ. 8 năm trời tụi em đồng hành với nhau. Sau đó thì làm ăn bươn chải ha. Dạ. Rồi trải qua biến cố. Dạ. Đau buồn đó, rồi bây giờ thì là hai đứa chung tay để mà gọi là xây dựng cái tương lai. Dạ. Sắp tới thì cũng biết nói cái gì hơn, chỉ mong tụi em á, là sẽ đạt được cái ước muốn của mình, đó là sẽ có một em bé. Ừ. Đúng không? Để dưa cửa vô nhà. Mụ chúc cho hai em đi. Trời sẵn sàng. Nhớ một đứa nói thôi chung nha. Là chúc sẵn một sàng đứa thôi ha. Trước khi tạm biệt các em thì anh Thuận chúc cho vợ chồng của Lợi và Tân ha, cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn. Và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tin vui, và cuối năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong gia đình hai em.